Làm gì để trở thành nhà đầu tư vĩ đại? Bạn là người không giỏi làm ăn, nhưng bạn biết ai làm ăn tốt hơn hay tốt nhất Việt Nam? Bạn đánh giá được họ, kiểm soát được rủi ro và chỉ việc tích góp tiền bỏ vào đó. Chỉ vậy thôi, người ta tỷ phú còn bạn triệu phú. Rất đơn giản. Trên đời này có hai cách để làm giàu cơ bản. Một, bạn tự sản xuất, kinh doanh. Cách này rất khó, tốn rất nhiều thời gian, công sức, vốn, mối quan hệ, kiến thức, kỹ năng. Hai, bạn chọn người làm thật giỏi và theo họ. Cách này đơn giản hơn, chỉ cần tìm được người giỏi nhất và theo họ, họ sẽ tạo ra lợi nhuận cho bạn. Để trở thành nhà đầu tư vĩ đại, bạn phải xác định mục tiêu của cuộc đời mình, liên tục không ngừng học hỏi, thực hành và phải đi đến một triết lý đầu tư cho riêng mình. Con đường tìm tòi và hoàn thiện triết lý đầu tư cần có thời gian và đi đúng hướng. Bạn làm được điều này, việc thành công, thành triệu phú đô la không có gì khó. Để trở thành nhà đầu tư vĩ đại, bạn bắt buộc phải thực hiện những điều sau đây. Điều 1, bạn phải học cách nhận biết vĩ mô theo một cách thông thường. Phải đọc sách kinh tế vĩ mô, đọc báo, bài viết để cảm nhận dần. Trong kinh tế vĩ mô, những con xúc xắc chạy thì tác động thế nào đến con xúc xắc kia? Ví dụ khi tỷ giá Việt Nam đồng biến động thì tác động đến cái gì? Tỷ giá là một con xúc xắc trong ma trận vĩ mô. Nếu không hiểu vĩ mô, đó là một bất lợi cho bạn rất lớn. Điều 2, bạn phải biết cách sáng tạo. Con người luôn luôn sáng tạo. Hãy đọc, học thêm về sáng tạo và đơn giản hóa mọi vấn đề. Suy nghĩ sáng tạo là một tiền đề để bản thân mở rộng vòng hào quang của mình, vượt qua bản thân mình và thành công ngoài mong đợi của bản thân. Điều 3, bạn phải biết doanh nghiệp, ngành nghề. Nó cũng lại là những con xúc xắc. Biến động của con xúc xắc này thì tác động đến cái gì? Ví dụ giá cao su tăng liên tục gần đây, thì giá cổ phiếu cao su có xu hướng đi lên. Hiểu ngành nghề và công ty là bắt buộc phải nằm lòng. 2020 có giá heo tăng đột biến, DBC tăng giá phi mã. 2020 đến 2021 có giá thép tăng phi mã, cổ phiếu tăng rất khủng khiếp. Điều 4, bạn phải biết những chỉ số tài chính, am hiểu nó, ý nghĩa của nó. Điều này rất quan trọng. Có người nói thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường không tin tưởng vào tài chính doanh nghiệp, lừa đảo, báo cáo láo. Đừng nghe những thứ như thế mà hãy đi tìm cho ra công ty minh bạch, xem trọng cổ đông và vì lợi ích cổ đông. Dù có nhiều công ty không đáng tin cậy nhưng cũng có công ty đàng hoàng. Chỉ chọn những công ty minh bạch thôi. Các công ty được bạn tầm soát, chọn lọc tốt nhất mang vào tầm ngắm. Nó cực kỳ quan trọng quyết định đến thành bại của bạn. Điều 5, phải đầu tư giá trị chất lượng cực cao. Vì mục tiêu chính là hưởng thành quả từ doanh nghiệp, mục tiêu phụ là hưởng chênh lệch giá cổ phiếu. Nhưng bạn tìm ra cổ phiếu giá trị cực cao thì 100% thị giá của nó sẽ mang nhiều lợi ích hơn bạn nhận được từ doanh nghiệp. Một công ty tăng trưởng cực cao 40-70% suốt 5-7 năm, giá cổ phiếu có thể tăng 75 lần là chuyện bình thường. Điều 6, một doanh nghiệp không khác một con người. Phân tích toàn diện một doanh nghiệp cho chúng ta thấy, nó giống người trẻ mãi không lớn, hay một đứa trẻ lớn nhanh, hoặc là một người già, một người bệnh tật, thì chúng ta phải biết đầu tư vào đâu. Đó là đầu tư vào đứa trẻ lớn nhanh. Đó chính là tăng trưởng. Chỉ có tăng trưởng cực nhanh mới lớn nhanh được. Không đầu tư vào người có bệnh tật hay người già. Điều 7, bạn phải chọn và hình thành cho mình một triết lý đầu tư bản thân. Đó là cách thức đầu tư và không bao giờ từ bỏ nó. Không bao giờ vi phạm nguyên tắc, chỉ có làm cho nó tinh túy thêm mà thôi. Cách thức thêm vào danh mục, loại ra khỏi danh mục là một kỹ năng giúp bạn loại bỏ rủi ro. Triết lý đầu tư bản thân giúp bạn không còn lòng tham và nỗi sợ hãi ngự trị trên chính mình. Điều 8, bạn cần biết xu thế của thị trường. Hãy học cách nhận biết từ từ qua năm tháng. Nhận biết xu thế thị trường là một việc khá khó khăn, tuy nhiên đây cũng chỉ là kinh nghiệm trận mạc. Đặc biệt phải loại ý chí cá nhân của mình ra khỏi xu thế thị trường. Điều 9, bạn phải biết phân bổ ngân sách đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Số lượng cổ phiếu nắm giữ theo số vốn mình có. Ví dụ có dưới vài tỷ tối đa 2 cổ phiếu, có vài chục tỷ đến vài trăm tỷ tối đa 3 cổ phiếu, có vài trăm đến vài nghìn tỷ tối đa 5 cổ phiếu. Nếu danh mục dàn trải nhiều cổ phiếu, chứng tỏ bạn không biết cổ phiếu nào mang về lợi nhuận tốt nhất, bạn quá non về đầu tư. Điều 10, chiến thuật lợi dụng rủi ro thị trường, kiểm soát danh mục, chiến thuật đòn bẩy tài chính. Thị trường chứng khoán có lúc giảm sâu, bạn phải lợi dụng nó để gia tăng cổ phiếu. Tại đây phải am hiểu chiến thuật đòn bẩy tài chính bằng chính công cụ tính toán thông qua tài chính. Có lúc như 2006 chẳng hạn, thị trường cổ phiếu quá nóng, vượt xa giá trị 5-10 lần thì bán bớt hoặc bán hết cổ phiếu đi. Điều 11, bạn phải có trong tay cuốn sách về quản trị tài chính công ty. Bạn bắt buộc phải có để dùng công cụ,
Con số biết nói này đánh giá một công ty. Nếu không có nó thì bạn chỉ đầu tư theo biểu đồ hoặc cảm xúc. Đó là cách đầu tư ở cấp rất thấp, khó mà kiếm triệu đô hay trăm tỷ nghìn tỷ được. Điều 12. Bạn phải thiết lập các bảng ma trận cổ phiếu. Đánh giá nó một cách toàn diện, lựa chọn từ bảng này để đầu tư. Trong đó có danh sách cổ phiếu, các chỉ số tài chính, nhận định đánh giá từng cổ phiếu theo thời gian tính toán của bạn.